Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của chúng tôi để cùng nhau cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến Huỳnh Như tại Lành FC. Nhớ lại đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Sau thắng lợi tưng bừng tại Cúp Quốc gia cuối tuần trước, Huỳnh Như cùng các đồng đội ở Lành FC trở lại giải đấu vô địch bóng đá nữ Liga BPI vào tối ngày hôm qua 27 tháng 11 để chạm trán với câu lạc bộ Damacy. Với phong độ ấn tượng trong hai trận đấu gần đây nhất, không ngạc nhiên khi Huỳnh Như tiếp tục được bố trí đá chính ở trận đấu này. Dẫu vậy, nữ tiền đạo người Việt Nam đã không có nhiều cơ hội để thể hiện trong trận đấu này. Huỳnh Như và các đồng đội không có được một thế trận tốt nhất trong hiệp đấu đầu tiên. Ngoài một vài tình huống hỗ trợ phòng ngự, nữ tuyển thủ Việt Nam rất ít bóng ở tuyến trên bởi sự phong tỏa chặt chẽ từ các cầu thủ Damacy. Phút thứ 37 của trận đấu, bất lợi đến với Lành FC khi đối tác trên hàng công của Huỳnh Như là Maria Bella bị truất quyền thi đấu do lỗi phản ứng với trọng tài. Trong tình cảnh phải chơi thiếu người, huấn luyện viên Daniel Pachinko buộc phải có sự điều chỉnh, và đó chính là vị trí Huỳnh Như. Huỳnh Như phải rời sân một cách bất đắc dĩ ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Sau hai trận bùng nổ trước đó với 4 bàn thắng ghi được, 1 kiến tạo, nữ tiền đạo người Việt Nam đã không thể để lại dấu ấn đậm nét trong trận đấu thứ 3 liên tiếp, gấp mặt trong đội hình xuất phát. Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực phòng ngự của câu lạc bộ Lành FC. Dẫu vậy, trước sức ép lớn của đội chủ nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Daniel Pachinko đã phải chịu thủng lưới ở phút thứ 81. Chung cuộc, câu lạc bộ Lành FC thất bại 0-1 trước Damacy. Qua đó, Huỳnh Như cùng với các đồng đội đã nối dài chuỗi không thắng tại Liga BPI lên đến con số 5. Ở vòng đấu kế tiếp thì câu lạc bộ Lành FC sẽ trở về sân nhà để có cuộc tiếp đón câu lạc bộ Matimo. Trận đấu này được diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 4 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Hy vọng cô gái vàng của chúng ta, Huỳnh Như sẽ tiếp tục giữ được vị trí trong đội hình xuất phát. Và theo tất cả những ai đã xem trận đấu ngày hôm qua thì có lẽ việc Huỳnh Như bị thay ra sân đó chính là một sự bất đắc dĩ đến với vị trí của huấn luyện viên Daniel Pachinko, chứ không phụ thuộc vào vấn đề chuyên môn. Vấn đề này nó phụ thuộc vào chiến thuật nhiều hơn nhằm phòng ngự để bảo toàn tỷ số, vì tại thời điểm đó câu lạc bộ Lành FC đang chơi thiếu người. Sau tất cả những thông tin mới nhất liên quan đến Huỳnh Như tại câu lạc bộ Lành FC sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại channel cập nhật bóng đá. Quý vị và các bạn nhớ là hãy để lại những bình luận, những lời chúc liên quan đến Huỳnh Như để tiếp thêm động lực cho cô gái vàng của chúng ta tại câu lạc bộ Lành FC. Xin chào.